Chúng ta được yêu cầu giải phép tính này sau đó rút gọn đáp án chúng ta có 8 phần 18 trừ 5 phần 18 Vậy để trừ một phân số thì cũng tương tự như cộng một phân số Nếu chúng ta có mẫu số giống nhau thì mẫu số của hiệu số sẽ giống với mẫu số của số trừ và số bị trừ Vậy nó sẽ là 18 và tử số của chúng ta sẽ là hiệu của hai tử số Vậy trong trường hợp này nó sẽ là 8 trừ 5 Vậy nó sẽ là 3 chia 18 Đây chính là đáp án Tuy nhiên nó chưa được rút gọn hoàn toàn Bởi vì cả 3 và 18 đều chia hết cho 3 Vậy hãy chia cả hai số cho 3 nào Chúng ta chia 3 cho 3 và chúng ta chia 18 cho 3 Vậy chúng ta được 3 chia 3 bằng 1 18 chia 3 bằng 6 Vậy chúng ta sẽ được 1 phần 6 Và để hiểu rõ hơn mình sẽ vẽ 18 phần ở đây Mình sẽ vẽ 18 ô vuông ở đây Nhìn nó có vẻ hơi lộn xộn một chút, mình sẽ cố gắng hết sức có thể. Mình sẽ chia làm theo theo sáu theo hướng này. Ở đây sẽ chia làm 3. Ở đây cũng chia làm 3 vậy chúng ta có 6 phần. Sau đó chúng ta chia nó thành ba cột. Chính là như vậy. Chúng ta có 18 phần ở đây. Bây giờ 8 phần 18 bằng 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Đây là 8 phần 18. Và chúng ta muốn trừ nó cho 5 phần 18. Vậy chúng ta trừ 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ chúng ta còn lại bao nhiêu? Xem nào chúng ta còn lại 3 trên 18. Vậy chúng ta còn lại các ô này. Chúng ta còn lại 3 trên 18. Bây giờ nếu chúng ta đổi 3 trên 18 thành một phần lớn hơn, vậy thì chúng ta sẽ có bao nhiêu phần lớn trong đó? Đây là một trong những phần lớn hơn đó Bây giờ các phần ở đâu? Xem nào, đây là một phần lớn hơn khác Đây là một phần lớn hơn khác Một phần khác, một phần khác một phần... Và một phần khác Và nếu chúng ta có 18 phần nhỏ Và chúng ta gặp 3 phần nhỏ thành một phần lớn Thì chúng ta sẽ có 6 phần lớn Chúng ta sẽ có 6 phần lớn Hy vọng rằng bạn nhìn thấy rõ Đây là bây giờ mỗi hàng là một phần lớn Và phần màu xanh này Là một trong 6 phần lớn đó Vậy 3 phần 18 chính là một phần 6